Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm một cái video đập hộp một chiếc máy Plasma Beauty Monster Plus của Hàn Quốc nhé. Máy này có thương hiệu MediCellot Hàn Quốc. Thì chúng ta nhìn ở bên ngoài vỏ hộp này thì thứ nhất là bên trước máy nó là có một cái hình thân máy. Bạn chú ý nhé, đối với cái máy Hàn Quốc ấy thì là ở những cái điểm nút này này thì nó sẽ có cái hình tam giác, còn đối với máy Trung Quốc thì nó sẽ là những cái điểm nút này nó sẽ là cái hình tròn đó. Đấy là cách để các bạn dễ dàng nhận biết nhất. Đối với máy Hàn Quốc này thì chúng ta sẽ có đầy đủ được các thông số, thông tin như là địa chỉ, số điện thoại, website, email, chúng ta có thể liên hệ ngay tại đây được. Đấy, và ngoài ra thì đối với cái máy này thì nó đạt những cái tiêu chuẩn như là tiêu chuẩn CE của châu Âu, KCC của Hàn Quốc, FCC của Hàn Quốc. Đây là những cái tiêu chuẩn khá là khắt khe, và ngoài ra nó đạt tiêu chuẩn ISO 9001. Đó, thì sau đây thì mình sẽ bắt đầu thao tác và đập hộp một chiếc máy Beauty Plus để cho các bạn xem. Đối với cái này thì sẽ đập hộp ra nhé. Đây sẽ là một chiếc quả hồ, và đây sẽ nó được bọc một lớp ni lông rất cẩn thận nha. Đây chúng ta nhìn bên trong hộp nữa, tất cả những cái điểm nút này nó đều là mũi tên đi lên và cũng đi theo chiều như này nhá. Đây cái chuẩn là máy Hàn Quốc, cách dễ dàng để nhận biết nhất. Tiếp theo là khi đập hộp ra thì chúng ta sẽ có những cái linh kiện gì. Đây là một củ xoay nguồn được bọc trong một lớp ni lông. Đây là một cuốn sách hướng dẫn, và đây là một chiếc thân máy. Đi theo máy thì chúng ta sẽ kèm được là ở hai cái đầu tròn, một là đầu để làm RF, một đầu làm sáng ngăn. Và chúng ta có thêm 10 cái đầu nhọn này. Cái đầu nhọn này là đầu để đốt plasma. Để xem đối với cuốn sách hướng dẫn này thì nó sẽ nói gì nhé. Rồi, thì trên máy này thì chúng ta nhận được các thông tin rất là chi tiết đầy đủ, như là Made in Korea, tiêu chuẩn CE, KCC, FCC. Đây là sách hướng dẫn. Tất cả nó hướng dẫn mình sử dụng tất cả là bằng thông số bằng tiếng Hàn hết. Thì tí nữa mình sẽ làm một cái video hướng dẫn sử dụng riêng đó. Thì đây nhá, đây là các cái cách hướng dẫn của nó này. Và dòng này hiện đang bán chạy xuống một thị trường đang rất là hot. Chúng ta sẽ xem đây là cái dây nguồn nhé. Đặc biệt là cái máy của Hàn Quốc với cái máy của Trung Quốc nó khác nhau một điểm nữa là máy Hàn Quốc ấy thì người ta sẽ dùng điện trực tiếp, mình sẽ cắm điện trực tiếp để mình dùng. Còn máy ở Trung Quốc nó sẽ chế thêm một cái dùng là máy tích điện dùng pin ấy, nên là cái máy mà dùng điện trực tiếp thì bao giờ năng lượng nó cũng sẽ khỏe hơn và ổn định hơn. Còn máy của dùng pin tích điện ấy thì nó sẽ nhanh bị yếu, và nó khi bạn đang dùng cho khách thì nó đột xuất nó hết pin, nó dễ bị chai pin, thì dẫn tới là mình lại phải ngừng lại để mình sạc pin là mình mới làm tiếp được. Còn cái này thì mình cứ dùng điện trực tiếp thì mình làm thôi. Đó, đây là cái dây nguồn này. Đây, chúng ta sẽ xem chi tiết được là các đầu nhé. Đó, đây là đầu thứ nhất này, đầu tròn thứ nhất. Đây là đầu tròn thứ hai. Đây là đầu đốt plasma. Ngoài ra chúng ta có thể order thêm một cái đầu ngang nữa, thì cái đầu đó chúng ta có thể sử dụng. Đây là một chiếc máy plasma của Hàn Quốc. Chúng ta có thể nhìn thấy được là các thông số như là vẫn là cái logo đó. Chúng ta nhìn thấy được logo đó đúng không? Mũi tên đi lên này. Đó. Đằng sau máy thì chúng ta nhìn thấy này, có một cái chữ là Mode. Ở bên dưới máy sẽ có tên máy, tên thương hiệu, các cái tiêu chuẩn KCC, FCC, CE, In Korea. Đó, đây là một chiếc máy của Hàn Quốc đang rất là hot.
Vâng, đây là cái video về review về cái đập hộp cái máy plasma. Thì sau video này thì mời các bạn xem thêm cái video hướng dẫn sử dụng máy. Chào tất cả các bạn.